Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bòm TV Điện Máy Trang Hòe. Ngày hôm nay thì kênh YouTube Cu Bòm TV nhà em xin phép lên tri ân một mã cực kỳ là sốc, giá cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là yêu thương cho tất cả các bác đang xem video ngày hôm nay. Đây, em xin phép giới thiệu cái con Hukan X2 Pro. Nói chung là có những bác đã sử dụng rồi thì biết chất lượng của con máy này thế nào rồi. Cực kỳ là ngon và cực kỳ là khỏe nhá. Thì một bộ của sản phẩm của nó sẽ là một thân máy này, hai cục pin 10 cell, một sạc bàn, đây sạc là sạc bàn các bác nhé, sạc bàn, một hộp đựng, một hộp đựng và một dây leo này, một khẩu 22 cho các bác, đây khẩu 22 đấy ạ, một khẩu 22. Thì con này là đầu bu lông đầu rỗng kiêm vít, bu lông đầu rỗng này. Các bác có thể là vừa siết mở bu lông, vừa bắn vít bắn tôn vô tư thoải mái cho em. Thì thông số kỹ thuật của con này là như thế này này. Đây, có dòng động cơ từ không than Brunet, được siết tối đa đến 350 Nm này, tốc độ quay này 3310 vòng trên 1 phút. Hàng chính hãng của Hukan. Đấy, đều có hai tốc độ nhanh chậm và có hàng đèn báo pin ở thân máy các bác nhé. Và nút nguồn là nút điều chỉnh cái tốc độ cho các bác luôn. Rồi, nhanh chậm nhé. Đấy, nhanh đây. Máy cực kỳ là khỏe. Các bác có thể vừa siết mở bu lông, vừa bắn vít, bắn tôn được vô tư thoải mái cho em. Hoặc là muốn sử dụng, hoặc là mắc tốc độ, sử dụng gọi là hết cái chức năng của nó thì có thể các bác cắm cái, lắp cái đầu chuyển khoan, các bác khoan được vô tư luôn cho em. Nói chung là đa di năng, các bác muốn làm công việc gì cũng được. Thôi để em test thử cái chức năng của con máy này cho các bác nhé. Cái con Hukan X2 Pro. Sau đây thì em sẽ test thử chức năng bắn tôn trên sắt hộp dày 7 ly cho các bác xem thử sức mạnh của con máy này thế nào nhé. Cực kỳ là ngon luôn các bác nhé. Em bắn thử con nữa này. Trong suốt này. Đấy, quá là ngon luôn quá nhá. Để em test thử cái chức năng mở bu lông cho bác xem chứ. Em đang lắp cái đầu khẩu 24. Và em sẽ test thử mở mở nhá, mở con ốc 24 cho bác xem này. Đấy, cực kỳ ok nhá. Đây, em chưa lắp rồi. Thì cái con Hukan X2 Pro hôm nay gọi là em chiên cực kỳ sốc cho những khách hàng đang xem livestream bên em, đang xem video nhà em, giá cực kỳ là yêu thương, cực kỳ là hấp dẫn nhá. Thì bộ hôm nay chỉ gồm sẽ là gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một hộp đựng, một dây đeo, một khẩu 22. Bên em tri ân cho các bác chỉ với giá là 1.250.000. Và đặc biệt là em sẽ dành tặng món quà dành cho 10 bác đi. 10 bác nhanh tay nhất đặt hàng đầu tiên sẽ là một bộ, một đầu chuyển sang chuyên vít này. Và một đầu chuyển sang khoan để cho các bác tận dụng được tối đa các chức năng của con máy này các bác nhá. Rồi, ốc đầy đủ luôn. Thì em tặng duy nhất cho 10 bác nhanh tay nhất thôi. Nên các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại bên dưới video, hoặc trực tiếp gọi điện cho em qua số hotline là 0982 826 628, 0388 494 432 nhé. Thì kênh nhà em là kênh Cu Bòm TV Điện Máy Trang Hòe. Và cửa hàng nhà em ở tại Đạo Lý Nhân Hà Nam. Các bác ở gần thì có thể qua trực tiếp nhà em thử hàng và mua hàng. Còn những bác ở xa chỉ cần cho em số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và xin địa chỉ của các bác, ship hàng đến tận nhà của các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Và bên em không bắt các bác cọc bất cứ một đồng nào, không bắt các bác chuyển khoản trước.
Các bác chỉ cần cho em số điện thoại. Cái phương thức cực kỳ là phương thức mua hàng cực kỳ đơn giản thôi. Nên là các bác nào có nhu cầu thì có thể là để lại số điện thoại bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp qua nhà em nhé. Các bác xem video thấy hay thì nhớ là cho em xin một like và nhớ là đăng ký kênh nhà em để cập nhật được những video mới nhất của bên em nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Chúc các bác có một buổi tối rất là vui vẻ nhé.